rất là nhiều người tìm đến một cái chiếc xe đạp địa hình để mà phục vụ cái việc đi lại và cái việc tập thể dục trong cuộc sống. Và trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp địa hình theo em, theo đánh cá nhân của em là khá là ok trong tầm giá, gọi là ngon ngon bổ rẻ. Và em là Kiên Xe Đạp. Các bác đang xem kênh Xe Đạp Hải Phòng từ website xedaphaiphong.com. Và ngay bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá chiếc xe đạp địa hình ngon bổ rẻ này. Vâng, như trên khung hình của chúng ta đây thì là các bác có thể nhìn thấy là cái chiếc xe đạp địa hình mà ngon bổ rẻ hiệu Forever. Tại sao em nói ngon bổ rẻ? Bởi vì với một cái tầm giá là như cửa hàng em bán là 5 triệu thì xe sẽ được trang bị những tiện ích như sau. Đầu tiên là khung nhôm này, khung nhôm mối hàn to, mối hàn này, khung nhôm, nhôm. Mỗi tội là không có thương hiệu thôi, thương hiệu Forever là một thương hiệu mới. Bộ chuyển động thì là đùi đĩa Pro Wheel, một cái bộ đùi đĩa rất là nổi tiếng, sử dụng cho nhiều xe hiện tại bây giờ. Và sang đĩa là Shimano Antut, đề sau cũng là Shimano Antut đề mới nhất. Đi kèm với đó thì là một cái bộ líp tà thả 8 tầng. Vành chúng ta là vành 26 lốp Kenda. Đằng trước cũng thế ạ, vành 26. Mayer ở đây là Mayer Joytech. Giảm sóc của chúng ta là giảm sóc có hình khóa hành trình. Vâng, và điểm rất là hay của chiếc xe là với tầm giá rất là bình dân thôi, nhưng mà cũng được trang bị bộ chuyển số là Shimano Antut và phanh dầu Shimano luôn, chính hãng, rất đẹp. Thì những cái xe mà sản xuất mới bây giờ thì thường là sẽ người ta sẽ thấp hơn những cái xe có thương hiệu, những cái xe không thương hiệu, ít thương hiệu, ít người biết đến, nhưng mà cũng đều là sử dụng cái bộ chuyển động của Shimano và các cái hệ thống phanh của Shimano. Thì cái dòng mà không có thương hiệu, ít thương hiệu không nổi tiếng thì giá bán nó sẽ thường thấp hơn khoảng 6 phần đến 7 phần 10 so với cái dòng thương hiệu như là Giant hay là các cái hãng khác, Trek. Đấy, thì chúng ta bên tay trái thì chúng ta có cái tay chuyển số 3 tầng để mà chuyển đĩa. Và bên tay phải thì là tay chuyển số là 9 tầng. Đấy, xe này được trang bị 5 triệu nhưng mà được trang bị đến níp tận 9 tầng luôn. Hình Shimano. Đằng sau chúng ta cũng được trang bị phanh Shimano, full phanh Shimano. Về độ mới của chiếc sơn này thì như các bác từ nãy giờ xem thì cũng không, em cũng không thấy là cái vết xước gì lớn, mà chỉ có duy nhất một chỗ là va chạm ở chỗ này là không bị mất sơn một tí chỗ này thôi. Vậy thôi. Về cơ bản là tất cả các cái chi tiết là còn hoạt động tốt. Các bác quan tâm đến chiếc xe đạp địa hình đấy là tổng thể đấy ạ, rất là trông rất là đẹp. Màu đỏ đen trắng. Trông rất là đẹp. Các bác quan tâm đến chiếc xe tổng thể, chiếc xe đạp địa hình này thì hãy liên hệ với em qua Zalo số điện thoại 0975709943. Vâng, và em đã đánh giá chiếc xe đạp địa hình Forever
Thế là tiến hành đánh giá địa hình xe đạp Forever xong. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này thì các bác hãy liên hệ, nhắn tin qua Zalo cho em theo số 0975 709 943 để biết được chi tiết của chiếc xe đạp này, chi tiết giá bán và những cái ưu đãi mà các bác được hưởng khi mua xe tại shop cửa hàng chúng em. Và nếu các bác quan tâm đến các xe đạp thể thao khác hay là những cái cách hướng dẫn sửa chữa phân biệt thì các bác hãy ấn đăng ký kênh Xe Đạp Hải Phòng trên YouTube và ấn kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp ở trên Facebook để xem những cái video mới, cập nhật những cái mẫu xe mới về. Ngoài ra em còn bán xe đạp, em còn bán đồng hồ đeo tay các hiệu như Orion, Seiko, Citizen mang từ Nhật về. Nếu các bác quan tâm thì hãy lên Facebook hoặc YouTube tìm là Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ này nhé. Xin cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.